Chào các bạn, thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để lắp một cái máy chống nước cho camera. Thì các bạn có thể cũng biết là gần đây là trên thị trường là các cái camera ấy, ngoài trời ấy, nhất là cái cam dạng thân như này này, thì nước nó thi thoảng nó rất là hay vào đấy. Thì để tránh cái trường hợp đấy thì bên mình cũng đã sản xuất ra một cái máy để chống nước cho camera. Thì cái máy này nó là nhựa ngoài trời, có độ bền cao đấy, thoải mái luôn, đấy, bẻ đấy, bóp các thứ kiểu cũng không gãy được đấy, rất là cứng luôn đấy. Các bạn có thể để hàng chục năm cũng có khi cũng chả sao cả đấy, rất là cứng cáp đấy. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách lắp đặt cái camera này vào cái mái che như thế nào. Thì cái mái che này thì các bạn cứ cam kiểu dạng thân trụ như thế này thì sẽ dùng được. Cam wifi iMount này, EZVIT này, Tenda này, rồi một số loại cam khác mà cứ có hình dáng thân trụ như này là sẽ dùng được với cái mái che này. Đấy, thì để lắp đặt thì trước hết là mình sẽ, đây, các bạn sẽ quay ngược cái hướng cái nút reset này lên bên trên nhé. Đấy, quay ngược lên, ok chưa? Không phải quay ngược nhé, sorry. Đây, các bạn sẽ bẻ gập cái dâu lên trên này. Rồi sau đó này, các bạn để cái cam vào này, ok chưa? Đấy, các bạn để cái cam vào. Tưởng nha. Các bạn chỉnh này, chỉnh cho cái chỗ này này, nó nằm chính giữa này. Đấy, ok. Sau khi chỉnh xong như này, sau khi chỉnh xong như này thì các bạn cố định nhé. Cố định này, đặt cái này vào này, được chưa? Đặt cái này vào. Đặt cái này vào. Rồi sau đó thì cho cái này vào, ok chưa? Cho hai con tu vít vào. Cho tu vít vào. Các bạn vặn này, đấy, vặn vặn vào này, được. Thì khi mà các bạn lắp camera mà nó vào cái máy xe như này này thì các bạn sẽ gặp một cái tình trạng là cái ống kính này nó sẽ hơi bị khi mà lên hình ý, nó sẽ hơi bị nó bị cái này này, cái máng này này, nó che. Thì để giải quyết cái tình huống đấy thì nhà sản xuất có để thêm một cái miếng lót nhựa này. Đấy, cái miếng nhựa này thì các bạn sẽ để vào đâu? Các bạn sẽ để vào cái phần mà đây này. Đây, để các bạn đấy, các bạn hơi nhân cam lên nhé. Đấy. Rồi các bạn nhét. Đấy. Nhét cái này vào. Nhét vào sâu vào trong rồi. Đấy. Đấy, nhét vào đúng cái chỗ mà cái các bạn có nhìn thấy cái khớp một chút màu trắng không? Đấy, các bạn nhét vào đấy. Đấy. Cố lên. Đấy. Đấy, các bạn nhét sâu vào. Đấy, sau đó thì các bạn cứ cài đặt cam lên nhé. Cài đặt cam lên rồi sau đó thì điều chỉnh nó làm thế nào để nó
khi mà lên hình ấy, nó sẽ bị, nó không bị nhìn thấy cái máng này là được đấy. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn cách lắp đặt xong một cái mái che cho camera, các bạn nhìn không, rất là đẹp đấy, nó rất là phù hợp với màu trắng của camera đấy. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Ok.